Chị thích chơi với ông lắm nè cô chú. Ôi ơi, bỏ lên luôn. Đẹp quá. Đây, đây mày mày gái này lại ra, để mày gái này lại. Rồi hát đi con, let it go. Hát cho ông nghe coi, sing a song. I'm not, you know, I can do a lot of stuff, but when it comes to the trying to fix, yeah, I can fix car engines. I work on my own car. I do my own car work. Do my own car oil change. So, you know, I've had my whole engine, the whole top portion of the engine, taken off and. Or, you know, I changed out some stuff for higher performing things and stuff like that. Đẹp I do all that. It's just. You remind me of my son. Yeah. He built, he bought an engine and he fitted into a Porsche. Trời ơi, dữ vậy ta. Công chúa làm nhẹ nhàng quá, công chúa gì kỳ vậy trời. Black color. I hate that. Yeah, matte black. Yeah. That's her Lexus color is matte yellow. My car color is going to be satin. But you know what I mean? What? The black color looks like a primer. Oh yeah, it looks like primer. Oh, wow. When are you gonna pick up your car? It should be done by May 1st. May 1st? Then when you gonna pick it up? What probably after I fly here for the second time. I might fly from here to Colorado and then drive my car back. Really? You guys better join the frequent flyer and get mileage. Yeah, yeah. Ôi trời ơi, cái con gái vàng ngọc của mẹ đang chơi cái gì á? Chơi cái này là chơi cái gì? Nói mẹ nghe coi. Ủa, tự động vô thay quần hay gì à? Ai thay? Ủa, vậy hả? Trời ơi, thôi mặc cái quần đó cho thoải mái con nha. Con có chào ông chưa? Hello. Dạ mẹ. Con nói hello Derek. Ồ, con xin con chào rồi hả? Vậy được rồi. Trời, con đang cái bà Elizabeth đó hả? Con hỏi ông thử coi bà đâu rồi. Con hỏi ông ơi, bà đâu rồi? Say where is your wife? Oh, she's at home. She's doing gardening and washing. Con bà ở nhà bà giặt đồ con. Bà là bà làm giường với bà giặt đồ. Con phải hỏi nguyên câu đàng hoàng. Cái gì vậy? Làm lại coi. Vậy đó, ưng vậy đó. Ừ, vậy đó, ưng vậy. Nó nghe này, cho mẹ miếng bánh happy birthday vui vui. Ok. Happy birthday you you. We didn't blow the candles. À phải thổi đèn cầy nữa hả? Come in. À. Okay. Rồi hát nha. Rồi hát. Hát. Rồi hát. À con chó ngủ vậy hả con? Rồi giờ hát happy birthday vú vú. Chứ sao? Trời ơi, trời đọc sách. Đó. Wow, đọc sách hay gì? Tối nay mày đọc cho con coi. Tối nay mày đọc cho con. Nó đọc sách đó. Rồi nó mở cuốn sách ra, nó đọc Once Upon a Time. Có nghĩa là ngày xưa. Đó, nó đọc vậy đó. Ủa bây giờ ta xin ăn bánh kem sinh nhật, thì tự nhiên lấy sách ra đọc làm sao? Ôi trời ơi, nó kêu tôi không cho tôi đọc. Trời ơi. Hay ghê. Hai con gì ở đây à? Ồ, con chó ngủ trống hả? Trời, chó này là biến ghê luôn. À nhỏ, cho làm biến quá. Mày gài lại cho. Rồi ok. Rồi. Thôi ăn miếng bánh kem nha. Thôi thổi nha. Happy birthday Jessica. Ủa? Trời đó coi, ăn uống với nó khó khăn ghê không? Để Ngọc cho mấy bạn coi này nè. Ngọc, trời Ngọc đi mua cái này về cho chay chơi. Bữa giờ tính kể hoài mà không kể. Sao con người tôi cái chỉ số IQ của tôi nó thấp dễ sợ luôn. Ngọc mua vậy nè, chị về nó không? Ok, rồi Ngọc sắp như vậy nè. Ngọc sắp từ số 10. Ngọc thấy số mà. Rồi bắt đầu số 20, phải không? Bắt đầu số 30. Rồi số 40. Rồi số 50. Đúng không? Sắp để ngang vậy nè.
rồi mình có cái này là mình giật những sợi dây mình thải. Ngọc tưởng là mình đứng đây nè, ok, mình thải vô sợi màu vàng rồi sải thải lên sợi màu trắng. Nhưng mà cuối cùng á hả, Ngọc để đó, Ngọc chỉ cho nó chơi vậy đã xong ha, cái xong mày vài tiếng đồng hồ, trời đọc đọc sách đọc sách vài tiếng đồng hồ nữa Ngọc ra. Cô chú biết cái này nó sắp, con chơi nó tự sắp như thế nào không? Ngọc chỉ cho. Nó sắp mà Ngọc không ngờ là cái game này nó chơi vậy luôn. Bởi vì Ngọc nói, ủa sao cái này kỳ ta? Cái con này thì quay mặt đây, mà tại sao con này quay mặt qua bên đây? Tán lẽ mấy con này phải quay mặt vậy hết chứ, đúng không? Đó, coi tôi chỉ số IQ của tôi thấp. À, nó sắp vậy nè, không? Nó bỏ cái này vô đây. Đó, chúng bỏ cái này vô đây. Bỏ cái này vô đây. Và cái này bỏ vô đây. Đúng ra là cái game người ta phải như vậy đó cô chú. Mà coi tôi khờ ghê không. Ngọc ra Ngọc thấy nó sắp vậy nè, nó rủ Ngọc ra chơi. Nó nói mẹ coi con sắp nè, mẹ chơi con đi. Rồi tôi ra tôi thấy vậy mới đúng nè. Có được đời không? Rồi đọc sách. Câu chuyện nói gì con? Im lặng để chó ngủ. À dancing. À có bà đó đứng hát là gọi là dancing, là nhảy đúng không? À cái queen ha con, cái đó là à. Đó, đang nó nhìn hình rồi nó làm ra câu chuyện luôn. Nó tự tạo ra câu chuyện. Trời đúng rồi, cái bà đó là Queen luôn á kìa. Cái đó là Queen Elizabeth. Đúng rồi là cái con. Rồi Queen Elizabeth. Im. Rồi cô giáo, cái đó là cô giáo. Cái đó là ai vậy? CBT. Remember the lady you run? Ai? The lady wants your phone. Hát. Castle, đúng rồi, có cái tàu lâu đài trong đó là gọi là Castle, đúng không? Ồ, cái đó con biết cái cô đó đến từ đất nước nào không? Nhật Bản, Japan. Ồ, hình như Wu Zijian, cái đó hình như là China chứ không phải Japan, mẹ lộn. Ồ, ở đằng sau đó có cái kiến luôn hả? Ồ, cái đó là family, là gia đình đó hả con? Cái đó thì đối với mẹ là mình nghĩ là tất cả mọi người đến từ những đất nước khác nhau. Giống như mẹ thì mẹ tới từ nước Việt Nam. Còn Chay á, là Chay tới từ đất nước America. Rồi còn á, hả cái chú Derek á, thì tới được từ đất nước England. Hiểu không? Mỗi người tới từ mỗi nước khác nhau. Mình ở chung với nhau một đất nước, mình gọi là United. Ok, hát thêm một bát đề vú vú nha. Cái kẹo này ngon vậy? Kẹo này ngon không? Dạ, mẹ. Thử coi. Để cho ba thử. Ba thử chưa? Dạ, mẹ. Did you try the gummy bear? Right? Mom, can I have some more? I want some bread. Oh, I want dinosaur on. The dinosaur ride. Mà con nhớ người ta nói là khi mình ăn cái này mình phải làm sao không? Phải nhai cho thiệt kỹ, không được nhảy. Và khi con ăn cái này phải có sự giám sát của ba mẹ, để con không có bị mắc nghẹn. Nhớ không? Ăn ngồi đàng hoàng không có được nhảy. Gummy bear, kẹo dẻo. Rồi cho ăn miếng bánh thôi, về bệnh đề đi, lâu quá thì thôi. Ok. Lâu ghê. Happy birthday. Chưa hả? Em chay chay của mẹ em ơi. Trời ơi. Trời, don't sing in the class hả? No, that's mine. Mày cho mẹ mượn. Mommy, I will play later. Trời ơi, để đó cho con chơi sao hả? Trời ơi, thì chưa chơi cho mẹ mượn đi. Không mẹ. Kỳ ghê. Ích kỷ, ai là người mua cho con mấy cái này? Mẹ. Ủa chị, tại sao không cho mẹ chơi?
Vô lý, vậy từ giờ về sau không mua nữa. Mommy, làm sao? Promise don't get it later. Ok, mẹ mẹ hứa là mẹ để im đó cho con đi chút nữa mẹ chơi. Trời trời. Xe đẹp ghê, xe này, xe giống xe đua ghê. Trời ơi, nó nói hả, puppy là chó ơi, tới ngồi sáng rồi dậy đi, cái gì đó, ý vậy đó. Con nói đi, chó ơi, sáng rồi dậy đi. Sáng rồi dậy đi. Giờ nó nói chữ sáng rồi dậy đi mà tôi tưởng nó nói chữ gì qua nghệ tây không á. Con nói đi, sáng rồi dậy đi. Lớn lớn lên. Đâu, hộp, nhìn miệng mẹ nè. Ừ, nhìn miệng. Sáng. 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 Rồi. Rồi. Dậy. Dậy. Đi. Đi. Đúng rồi. Nói cho nó rõ. Oh, he wants to wake up. Ừ. Not, I'm gonna... À, bây giờ con nói được chữ rồi chưa? Rồi. Rồi. Đó, bài sai. Rồi, nhìn miệng mẹ nè. Can I open this? Ủa, giờ qua chơi cái này hả? Mẹ mua. Dạ mẹ mua. Rồi mở ra đi. Kệ kệ lâu quá, coi như là lần đầu tiên có nhà bự mua đồ chơi cho chơi nhiều ha. Rồi cái có gì mình về cái mình cất lại trong cái ấy, mong mốt qua chơi tiếp. Mong mốt là mỗi tháng Mỹ chơi ba qua đây lần mà. Đúng không? Ồ, cái này là nó dính vậy luôn á nha, chưa không có được cỡ ra. Cái này con lột ra xong con nhớ cất vô thùng rác giùm cho mẹ cái. Rồi, đúng rồi. Vẽ gì à? Giờ muốn vẽ gì? Vẽ cái nốt nhạc cho mẹ đi. Nốt nhạc. À, cái đó là cái nơ của con vẽ nốt nhạc cho mẹ đi. Không. Ồ, rồi ok, vẽ đi. Vẽ nốt nhạc đi. Ồ, con đang vẽ cái bow tie hả? Ồ, con đang vẽ cái nơ. Con nói đi, cái nơ. Lớn lên. Cái nơ. Nói lên cái nơ. Cái nơ. Đúng rồi. Màu hồng. Màu hồng có nghĩa là pink đó con nói đi, màu hồng. Màu hồng. Rồi đang vẽ gì đó. Ồ, vẽ cái nơ đó đẹp ghê chưa? Vẽ cho mẹ cái trái tim ơi. Ồ, hồi bữa mẹ chỉ con vẽ cái ngôi sao, mà sao con chị con vẽ con ngôi sao là sao, chữ A. Ngôi sao là con vẽ chữ A, xong rồi cái con quạt làm sao? Chữ A coi. Nó vẽ gì á? Trái tim á hả? Quá đẹp luôn. Trái tim mà được tô luôn rồi. You see this heart on it? Yeah, mày thấy ngôi sao mà. Giờ con vẽ Lucky đi ba cho mẹ coi, Lucky đi ba làm sao? Quái vẽ lắm cô chú ơi. Về Michigan cho đi học vẽ. Kiếm trường đi học vẽ cho vẽ. Vẽ gì á? I'm getting Lucky. Get on the ground. Thôi mà, tôi vẽ kỳ, vẽ mà. Yes.